Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Ducati, BMW, Kawasaki, KTM và Honda cuộc chiến về những mức giá của những dòng xe phân khối lớn tại Việt Nam. Honda khai trương showroom mô tô phân lớn và cộng thêm mức giá bán cũng rất tốt, dường như đã châm ngòi cho một cuộc chiến về mặt giá xe mô tô phân khối lớn sắp nổ ra trong thời gian sắp tới. Phong trào chơi dụng cái xe phân khối lớn đã có từ rất lâu ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở khoảng thời gian đầu mới hình thành, thì số lượng người chơi xe và số lượng xe nhập hải quan chính ngạch còn rất ít và do mức giá xe lúc đó vẫn còn rất cao bởi hàng rào hải quan, cộng với việc thi bằng A2 vẫn chưa được phổ biến như bây giờ. Cũng như vậy mà phần lớn những xe phân khối lớn vào thời điểm đó đều là xe nhập lậu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi đời sống của người Việt đã nâng lên một tầm cao mới, với việc thi bằng A2 cũng đã mở cửa rộng rãi hơn. Vì việc sở hữu một cái chiếc phân khối lớn nhập khẩu chính ngạch đã không còn quá khó khăn như trước đây. Từ đó, nhu cầu dùng tăng lên, khiến Việt Nam trở thành một thị trường mới đầy tiềm năng để các thương hiệu xe Nhật Bản và phương Tây nhảy vào giành thị phần. Hiện nay thị trường Việt Nam đã có những hiệu mô tô phân khối lớn được phân phối chính hãng như Harley Davidson, Ducati, BMW Motorrad, Kawasaki, KTM và mới đây nhất là Honda Việt Nam. Dù có 6 thương hiệu nhưng trong clip này mình chỉ đề cập đến 4 thương hiệu phổ cập nhất là Ducati, BMW Motorrad, Kawasaki và Honda Việt Nam do có sự giống nhau về các phân khúc cạnh tranh. Có mặt tại Việt Nam cũng rất sớm trong 4 thương hiệu kể trên cạnh tranh với nhau chính là cái dòng Ducati đến từ Ý. Showroom đầu tiên của Ducati Việt Nam chính thức được khai trương vào tháng 12 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó 3 năm vào cái năm 2012, showroom tiếp theo của thương hiệu này đã chính thức được mở ra tại Hà Nội nhằm phục vụ cho nhu cầu của những người chơi khu vực phía Bắc. Hai thương hiệu BMW Motorrad và Kawasaki Việt Nam cũng cùng lúc đổ bộ vào thị trường Việt Nam vào cái năm 2015 và tiếp tục mở rộng cái số lượng showroom vào cái năm 2016. Dù có mặt trên thị trường từ rất sớm, cái năm là 2013, nhưng mãi đến năm là 2016, thương hiệu KTM mới chính thức có mặt ở Việt Nam với hai showroom lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau Ducati, sự xuất hiện của ba thương hiệu mới giúp cho cộng đồng chơi mô tô phân lớn ở Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn, số lượng người chơi cũng tăng dần lên. Honda Việt Nam với kinh nghiệm nhiều năm tại thị trường nước ta đã hẳn có những chiến lược riêng cho mình. Khi thời điểm đã chín mùi, thương hiệu xe Nhật Bản này ngay tức khai trương cái showroom mô tô đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời ra mắt 9 mẫu mô tô phân lớn mà hãng đã phân phối. Trong 5 số thương hiệu kể trên thì Kawasaki hiện nay là thương hiệu cạnh tranh rất nhiều phân khúc nhất với hơn 16 mẫu từ 150 cho đến 1000cc. Bên cạnh đó, thương hiệu này còn phân phối cả những dòng xe cào cào thương mại tại Việt Nam. Tiếp đến là Honda Việt Nam với 10 mẫu xe bao gồm những dòng xe như Sportbike, Nickelback, Cruiser, Aventador và Touring từ 300 cho đến 1800cc. BMW Motorrad từ trước đến nay vẫn vốn tập trung vào những dòng xe tầm trung từ cao đến thấp, nhưng cũng đã lấn vào phân khúc là xe phân khối nhỏ với hậu với hai cái mẫu đình đám BMW Z300R và cái chiếc BMW Z310Z. Và tại Việt Nam, BMW Motorrad đang phân phối khoảng là 7 mẫu xe từ 300 đến 1200cc với các mẫu như Nickelback, Sportbike và Aventador. Cuối cùng là thương hiệu của Ducati với các sản phẩm cạnh tranh ở phân khúc từ tầm trung đến cao cấp, dung tích động cơ từ 400 đến 1200cc với các mẫu xe chủ đạo chính là Nickelback, Aventador, Touring và Sportbike. Còn với KTM, thương hiệu xe đến từ Áo, có nói là cái tên cũng khá mới lạ đối với người tiêu dùng Nam, nhưng cũng mang đến rất nhiều lựa chọn Nickelback, Sportbike cho đến những mẫu xe Aventador và xe cào cào đa địa hình. Về mặt giá thành, có thể xem Kawasaki hiện nay là thương hiệu xe có mức giá bán rất tốt cho mọi phân khúc, từ các mẫu xe cho đến những các mẫu xe Fortune Spyder. Tuy nhiên, khi Honda Việt Nam đã chính thức phân phối xe mô tô, thì các mẫu xe mô tô tầm trung của Honda có mức giá bán cũng rất cạnh tranh. Cộng với đó là niềm tin vào thương hiệu Honda đã vốn ăn sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng Việt, khiến các mẫu xe phân khối lớn tầm trung của Kawasaki bị đe dọa. Không chỉ Kawasaki mà hai thương hiệu của châu Âu là BMW và Ducati đều có cảm giác
tương tự do có mức giá bán cũng rất cao sau khi nhập khẩu. Ở thời điểm hiện tại, với việc hạ thấp tiêu chuẩn tham dự cái bằng A2, cùng với việc giảm thuế nhập khẩu những mẫu xe nguyên chiếc và sẽ là áp lực trong một thời gian sắp tới, giá thành của xe mô tô mới lớn sẽ giảm rất mạnh. Tuy nhiên, nhưng vẫn tốt hơn đáng kể so với hiện tại. Và giá xe giảm sẽ giúp cho người chơi xe có thể tiếp cận với những dòng mô tô tốt hơn. Nhu cầu thị trường sẽ tăng lên và theo đó sẽ thực hiện được nhiều chiến lược khác nhau để giành thị phần. Theo đánh giá chủ quan về cái độ tín nhiệm của thương hiệu và mức giá bán thì Honda Việt Nam hiện nay đang được đánh giá rất cao và được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất khi khai trương cái showroom mô tô đầu tiên Việt Nam. Kawasaki Việt Nam dù mới vào thị trường được 3 năm nhưng cũng đã dần dần sẽ được xây dựng được cái lòng tin đối với người tiêu dùng Việt, cũng như cái mức giá bán cũng rất tốt ở mọi phân khúc và dòng xe. Ngoài trừ một mẫu xe phân khối nhỏ có mức giá bán khá tốt thì những mẫu mô tô cao cấp của thương hiệu KTM thì có mức giá bán cũng rất cao, đặc biệt là những dòng xe đa địa hình. Ngoài ra, thiết kế của KTM thì khá góc cạnh và có phần hơi dị, khiến đại bộ phận người dùng Việt Nam vốn đã quen với những thiết kế giản đơn của những dòng xe Nhật và bắt mắt của những mẫu xe Ý vẫn chưa thấy làm quen trong ngày 1, ngày 2. Thương hiệu Ducati và BMW đến từ châu Âu vốn nổi tiếng với những thiết kế đẹp có tiêu chuẩn là khắt khe nên giá thành vẫn còn khá cao sau quá hai mẫu xe đến từ Nhật Bản và có sự đa dạng về phân khúc, số lượng cũng như là kém hơn. Tuy nhiên không phải vì thế mà Ducati và BMW Motorrad sẽ bị đép với. BMW Motorrad hiện nay được dưới trướng của Thaco, nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở Việt Nam, đồng thời cũng là đơn vị khởi xướng việc điều chỉnh giá xe ô tô theo tháng, khiến các thương hiệu khác phải chạy theo để có thể cạnh tranh được. Vì vậy, với cái số lượng thương hiệu xe mô tô Việt Nam đang tăng lên, chạy mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, và đó cũng là cái dấu hiệu để Thaco thể tiếp tục dùng cái chiến lược của hãng và rất thành công trong ngành ô tô sang ngành mô tô. Điều này đương nhiên là hoàn toàn có thể nói cụ thể như thế nào thì thời gian sẽ có câu trả lời. Trong khi đó, thương hiệu Ducati dù có mức giá bán rất cao so với các thủ nhưng vẫn là một cái số lượng lớn những tín đồ người dùng trung thành thương hiệu nhờ vào thiết kế đẹp, đậm chất của Ý cũng như cảm giác vận hành từ động cơ Austin đặc trưng. Tuy nhiên, sẽ có thể đạt được doanh số tốt và giành thị phần thì hãng sẽ chắc chắn có chiến lược riêng cho mình nhằm giữ được những giá trị thương hiệu cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong tương lai gần thì chắc hẳn sẽ có thêm nhiều hãng xe cạnh tranh với nhau phân khúc là mô tô phần lớn như là Yamaha, Suzuki hay là Trump sẽ sớm đổ bộ Việt Nam, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt, khiến cho cuộc chiến thị trường mô tô phần lớn ở Việt Nam càng trở nên sôi động hơn. Hy vọng với viễn cảnh này thì người có lợi nhất là người tiêu dùng yêu thích những dòng mô tô. Cảm ơn bạn đã nghe lời trực tiếp, nhớ like, subscribe.